Ở Mỹ thì có anh Leonardo DiCaprio chạy xe này ha. Và anh Tom Cruise cũng chạy xe này đóng phim ha. Và anh đem cái xe của ảnh vô trong phim trường để quay luôn mọi người. Hả? Ừ. Cái gì vậy bạn ơi? Chưa biết được cái độ uy tín á, mới đầu ngồi lên cái con xe này á, mình sẽ cảm nhận là nó sẽ hơi lo mọi người. Có nghĩa là sao? Mình cảm thấy nó rung quá, khi mà kéo lên nó rung quá. Chạy tốc độ cao mà ha. Thì nó sẽ không dẫn đến cái trường hợp là múa lân. Hả? Trước mắt là thấy được cái độ phấn khích khi mà lên ga nha mọi người. Cái ga cực kỳ nhạy luôn. Mặc dù nó chỉ có một chế độ lái thôi nha, nhưng nó sẽ không quá nguy hiểm khi đi đường chân vợt nha mọi người. Và gặp những tình huống khẩn cấp á, thì traction control cũng như là ABS ha, kiểm soát lực kéo được cái thứ, nó sẽ hỗ trợ mọi người rất tốt. Nếu mà nói về mạnh á, thì con này nó không phải gọi là mạnh như những cái con Superbike ha, nhưng mà nói về cái độ mà thóc của nó rất là sướng mọi người, mang lại cái cảm giác lái tuyệt vời. Và có thêm một cái nữa, đó là mọi người khi lái cái con xe này á, không nên đi số nhỏ nha. Đã quen với chạy những cái xe mà Nhật á, thì khi mà lên con này á, anh em sẽ thường có cái thói quen là thấy cái máy nó hơi rần giống như Khang hồi nãy á ha. Thì nên trả số thành số 3, số 4 ha. Thì khi lúc đó thì xe nó sẽ tắt máy nha. Tại vì cơ bản cái động cơ Boxer này zin nó là như vậy ha. Lúc nào nó cũng sẽ rần và cái xe nó rất là rung nè. Nó rất là rung nha mọi người. Và những anh em mà đã đam mê cái dòng máy Boxer thì thích cái cảm giác đó ha mọi người. Giống như là khi mà không được chạy lâu quá, không được chạy nó sẽ nhớ. Ở Mỹ thì có anh Leonardo DiCaprio chạy xe này ha. Và anh Tom Cruise cũng chạy xe này đóng phim ha. Và anh đem cái xe của ảnh vô trong phim trường để quay luôn mọi người. Mọi người biết phim Mission Impossible không? Phần 5 á, là anh lấy cái xe của ảnh đi lại hàng ngày để quay phim luôn nha mọi người. Những cái cảnh mạo hiểm ở trong đó là thật không nha mọi người. Cái xe này nó xịn sò và đỉnh cao cỡ nào ha. Và cơ bản là ở Việt Nam cũng có Vương Khang Moto chạy con này luôn, nhìn cũng khá ngầu đúng không mọi người? Bình xăng này nhôm mọi người ha. Cứ đồ nhôm á là mọi người biết là xe xịn ha. Mà đổ đầy bình con này á full luôn nha, thì nó có 222 kg á. Mà chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội là khoảng 1000 cây đúng không? Thì cái con này á, mọi người có thể chạy liên tiếp trong vòng 24 giờ á, chạy được 5 vòng mọi người. Có nghĩa là chạy liên tiếp trong một ngày, con xe này nó đạt tới cái chịu đựng của nó, cái sự bền bỉ của nó là 5000 km nha mọi người. Cái này, điều này đã được chứng minh ha, là mọi người biết cái sự bền bỉ cũng như là nhà BMW mang lại cho cái xe của mình ha. Cái khối động cơ nó giả mang mọi người, 1200cc, máy Boxer. Mình không hiểu nổi là mình chạy á, mình khi mà chưa biết được cái độ uy tín á, mới đầu ngồi lên cái con xe này á, mình sẽ cảm nhận là nó sẽ hơi lo mọi người. Có nghĩa là sao? Mình cảm thấy nó rung quá, khi mà kéo lên nó rung quá. Thì khi mà nó rung vậy đúng không? Số 1, số 2, số 3 bắt đầu thấy nó rung quá, bắt đầu qua số 4 để cho nó đỡ rung. Nhưng mà ai nhè qua số 4 nó lại còn càng rung hơn đó mọi người ha. Thì lên càng dòng tua cao thì cái động cơ nó làm cho nó thóc cho mình cảm thấy là chạy nó sướng ha. Thì khi mà quen cái cảm giác đó rồi thì mọi người sẽ thích lên tốc độ cũng như là lên cái dòng tua cao để cho cái xe nó boost ha, nó thóc cái ga cho nó phê. Như hồi nãy cái clip mà mình có chạy thử thì mình cũng chạy, mấy nay mình chạy nhiều dòng xe ha. Thì đang chạy một cái con xe Nhật đi, đang bắt đầu thấy cái xe nó gừ gừ đúng không, về số 3, về số 4, lên số 4 ha, để cho cái xe nó đỡ bị rung á ha mọi người, thì nó tắt máy ngay. Anh em lưu ý điều đó nha. Nhưng mà nếu mà đã trải nghiệm thử cái động cơ Boxer này á, thì mình nghĩ là anh em khó thể nào quên được cái cảm giác này lắm. Đi trong phố, đi gần á, thì mọi người chưa thấy cảm giác phê đâu, và chưa cảm nhận được nhiều ở nó đâu. Nhưng mà đi xa mọi người mới cảm thấy đây là một cỗ máy thật sự tuyệt vời, và nó rất là bền bỉ mọi người. Dạ mang đi 5000 cây trong vòng 24 giờ thì có nghĩa là phải có nhiều tài ha mọi người. Khi mà dừng lại là người khác chạy lên liền và đổ xăng ha.
refill cho nó. Và cũng như là nhớt thì 5.000 cây mới thay một lần mọi người. Thì cái này là cũng trong một cái giống như là cái nghiên cứu ha của hãng đưa ra, thì biết cho người tin dùng biết là cái dòng xe này nó bền bỉ đến cỡ nào hả mọi người. 1.200cc, 109 con ngựa trong cái xe nhỏ xíu như vậy, thóc 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 lên là phải thóc mọi người. Vậy nếu mà trong trường hợp anh em đang chơi dòng Harley 48 ha, mà muốn đổi qua thử cái dòng này á, thì mình nghĩ đây cũng là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Cái dáng của nó là cái dáng Roadster mọi người. Roadster này nó sẽ đi, nó sẽ cảm giác nó xem xem giống naked đó mọi người, nhưng mà nó êm ái hơn. Cảm nhận đầu tiên là êm ái hơn mọi người. Phục upside down trước. Êm thì cảm nhận thì cũng thường thôi, tại vì do cái dáng này ngồi thấy nó êm ha. Nhưng mà cái phục sau mọi người tuyệt vời mọi người. Nó êm mà nó êm với cái dạng giống như là ngồi một cái ghế xịn sò trong phòng PC á mọi người. Ngồi nó êm lắm. Đi cảm giác là cái người ngồi trước lái xe nó không mệt. Và cái người ngồi sau với cái yên phẳng này á, ngồi cũng được cảm nhận được cái này ha. Và trong cái phục này á mọi người, nó có cái nút rebound, có thể chỉnh được ha. Chỉnh được nặng nhẹ. Thiết kế ra một cái con xe thật sự là quá nhiều điều tiện lợi mọi người. Nút rebound đầy đủ hết nha. Và mình thích nhất ở các dòng xe classic ha, đặc biệt là trên con RNT này, đó là được trang bị bánh căm và cái hệ thống gấp đơn thôi mọi người. Gấp đơn mà bánh căm này vô á, nhìn cái cơ cấu của cái mâm khi mà mọi người di chuyển á, rất là đẹp, rất là xịn mọi người, đỉnh cao luôn. Và có một điều anh em có thể thấy từ đầu rồi, nhưng mà có một vài anh em mà chưa quan tâm đến nhiều dòng xe và chưa để ý á, thì sẽ không thấy được ha. Đây là cái bô zin của xe, là bô Arabovit nha mọi người. Arabovit nha, là trang bị zin theo xe luôn. Và cái bô này nó nằm ngược mọi người. Thường á là xe nó bô nó sẽ nằm bên phải, và bô này thì nó nằm bên trái ha mọi người, nó ngược lại. Xe được trang bị hệ thống tải bằng láp mọi người. Thì khi mọi người kéo lên á, mọi người sẽ không có phải lo về cái vấn đề sơn dung dĩa bị dơ hay là dây cura nó bị đứt ha. Nó bằng láp mọi người. Và khi cái láp này á thì mọi người 10.000, chạy 10.000 hoặc là chuẩn bị cho một cái chuyến tour nào đó, mọi người nên double check tại những cái workshop hoặc là tại hãng cũng được ha mọi người. Khá bền bỉ, nói chung là bền bỉ. Và cái dòng xe này khi mà bên mình phân phối ra thị trường khá nhiều, mình bán rất là nhiều và rất là nhiều bản độ ha mọi người. Mình bán bản này rồi, bản tiêu chuẩn rồi, bản vu rồi ha, rồi bản Scrambler mình cũng bán rồi. Và cái bản Scrambler mình đã đi tour rồi mọi người. Nó sẽ theo cái chiều hướng khác ha, nó hay theo chiều hướng khác, nó sẽ không êm bằng cái con bản tiêu chuẩn này, nhưng nó được cái là nó leo trèo rồi này nọ ha, và đi nhìn nó theo cái dạng như là bụi bặm mọi người ha. Nói chung là thích, mình thích cái dòng mà BMW Renegade này. Như các bạn đã biết, kênh của mình thường hay nói xe và thời trang luôn đi song song với nhau ha. Và đặc biệt trên chiếc BMW Renegade này, nó là một biểu tượng văn hóa luôn mọi người, cho sự tự do ha, cũng như là cá tính bụi bặm mọi người thấy rồi đó. Và mẫu xe này còn được dùng để làm những chiến dịch quảng cáo về thời trang cũng như là phong cách nha mọi người. Có thể là cái tuổi này của mình á, khi mà mình nói những cái điều này mình thấy nó vẫn chưa có phù hợp lắm, hoặc là cũng cái tuổi của mình, nhưng mà một anh đó làm một cái người là fashionista đi, thì khi mà ngồi nói những cái này nó sẽ hay hơn. Mặc dù là mỗi người mỗi cái phong cách thời trang khác nhau, nhưng mà mình rất là đánh giá cao cái dòng xe này ha. Bận đồ rất là dễ, và quan trọng hơn hết nó là một cái xe. Cái xe thì phải di chuyển đúng không mọi người? Cái xe này di chuyển trong thành phố là tuyệt vời luôn. Leonardo DiCaprio dùng con xe này để đi lại hàng ngày luôn nha mọi người. Nếu mà Leonardo DiCaprio chưa đủ đô thì phải nhắc tới diễn viên Tom Cruise ha. Thì anh Tom Cruise ảnh rất là nhiều xe trong collection của ảnh, là chắc hơn 10 xe ha mọi người, và xe nào cũng đình đám và đỉnh cao hết mọi người. Nhưng cái con Renegade, cái bản này luôn mọi người, là cái xe mà anh đi lại hàng ngày tại New York thôi mọi người. Rất là có gu. Đem cả cái xe của ảnh đi vô trong trường quay luôn mà. Lấy cái xe mình đi quay vào những cái cảnh mạo hiểm, mới lấy ảnh chạy luôn. Rất là respect ảnh, đỉnh cao. Chưa lên đèn LED mọi người ha. Nhưng mà mình nghĩ từ năm 2014 tới giờ thì cái xe này hãng họ cố tình làm như vậy để ra một cái form dáng chuẩn classic ha. Chứ cái đèn này mọi người, thay cái bóng này đừng nói tới, nó khoảng 200-300 nghìn à. Nhưng mà nếu mà đúng anh em mà về độ á, cho cái xe mình nó ngầu hơn, nó cool hơn ha, và nó xịn sò hơn á, thì vô cái bóng tool mọi người, nguyên cái cụm đèn tool luôn ha, họ bán đâu đó chỉ có khoảng 3-4 triệu lên là nhìn nó sẽ đời cao hơn. Chứ mình không khuyến khích là đi thay cái bóng làm gì mọi người, thà để bóng vàng vậy luôn,
nó chuẩn với cái xe Zin ha. Và cái xe Renity này mình đã review và mình đã sở hữu rất là nhiều dòng và mình phục vụ đến tay khách hàng rồi ha. Đủ bản luôn, độ full option luôn ha. Và cái con này là một trong những cái con mà Zin nhất hồi xưa tới giờ mình muốn giới thiệu tới mọi người. Zin nha, chứ mình không có nói là xe mình cọp. Nó chỉ là cái xe Zin và tới bây giờ sau gần ấy năm ha, từ 2016 tới bây giờ nó khoảng gần 8 năm rồi mọi người, 8 năm rồi ha. Thì cái xe này còn rất là đẹp. Nó Zin tất tần tật luôn mọi người. Và nước sơn là coi như là gần như là hoàn hảo, được khoảng 85-90% luôn. Rất đẹp luôn mọi người. Từ dàn chân cho tới các bộ phận trong xe ha. Mình đánh giá rất cao con này. Một trong những cái con xe đẹp còn sót lại trên thị trường mà offer giá thì nó không quá cao. Mọi người lưu ý nha, mình đang nói là về cái xe nó còn Zin, nó còn ken. Chứ mình không có bán cái giá xe cọp mà cái xe nó không phải là cọp nha mọi người. Con này nó chỉ còn là khoảng được 85-90% thôi mọi người. Giá nó offer là dưới 300 chai ha. Mình đang báo giá của tháng 7/2024. Có thể anh em coi cái video này, cái xe mình cũng đã sold out rồi. Nhưng mình vẫn quay để mình có thể đưa đến tay quý khách hàng, quý anh em xem kênh của mình ha, để có thể tham khảo một cái dòng xe. Chẳng hạn mình không còn xe mình bán thì anh em có thể tham khảo một vài chỗ khác, coi video của Vương Khang và tham khảo một vài chỗ khác, chuyện rất bình thường nha mọi người. Ok, một cái nữa đó là cái động cơ Boxer này á, nó đưa ra ngoài rất nhiều nên đâm ra bắt buộc phải gắn cái chống đổ này mọi người. Chống đổ này nó có rất là nhiều option ha, mọi người có thể mua tại hãng hoặc là mua ở ngoài ha mọi người. Thì khi mà có cái chống đổ này, khi mà ngã thì cái này nó sẽ chịu được phần nào với cái va chạm thôi. Nếu mà va chạm quá mạnh đi hoặc là nó ngã quá mạnh, nó xòe đi, thì cái chống đổ này khả năng nó chịu vô và nó sẽ dập vô đây nha mọi người, và nó bể lốc máy liền ha, chảy nhớt ngay ha. Thì cái xe này nó còn tất tần tật rất là đẹp, chi tiết từng chi tiết từng chi tiết luôn. Mình rất là mê con này. Ngày này 6 năm trước là trước dịch, nó mới nhắc lại trên Facebook ha, là mình có một con này mà độ tiền độ khoảng 800 triệu mọi người. Là cái xác xe thời đó mình bán là khoảng 400 mấy ha, thì cái tiền độ nó thêm 800 mấy nữa, và mình bán cái con đó được khoảng 600 mấy 700. Một anh đại gia nhớ tên vẫn đang sở hữu cái xe đó của mình. Tới bây giờ ảnh chạy lên chứ mới cho mấy trăm cây thôi, thỉnh thoảng mình có qua mình uống cà phê với ảnh ha. Và vừa rồi mình mới mua một cái xe hơi của ảnh cũng rất là xịn sò. Rồi, nói về độ trượt giá đi. 6 năm trước là thời điểm đó là khoảng năm 2018 thì nó còn khoảng 400 mấy, nhưng hôm nay nó chỉ còn có 200 mấy thôi, thì cũng rất là thích hợp cho anh em chơi. Và mình theo mình đánh giá cái mức độ trượt giá của con xe này nó cũng thuộc dạng cao, chứ nó không phải là thấp như những cái dòng xe thông dụng Nhật ha mọi người. Nhưng với cái số lượng xe trên thị trường nó không có nhiều quá, nên đâm ra là anh em vẫn có thể giữ được cái phong độ cũng như là cái giá trị của cái xe nếu anh em chơi xe kỹ ha. Có thể là những cái xe sport bike mọi người để, mọi người chơi ít chạy, nó không lên giá. Nhưng con này nếu mọi người giữ được cái chất xe mới cọp, nó vẫn có một cái giá trị gì đó. Cứ dòng mà mọi người để ý classic, cái dòng mà ít trên thị trường á, thì có thể thôi nha, có thể nó sẽ lên giá nha mọi người. Mọi người ơi, có chiếc Range Rover hình như xe mình bán luôn rồi mọi người. Evoque hình như mình bán rồi, Lux Edition. Rồi ok, rồi mình review sương sương nhẹ nhẹ vậy thôi ha. Và những cái tính năng an toàn thì cái khúc lái xe thì nãy mình có đã nói rồi ha. Thì xe này được trang bị trợ lực là trợ lực Zin theo xe luôn, trợ lực của nó là Zin theo xe luôn nha mọi người. Khi mọi người đi lên tốc độ cao á, chạy tốc độ cao mà ha, thì nó sẽ không dẫn đến cái trường hợp là múa lần. Hả? Mọi người nhìn cái trợ lực vậy, mọi người đánh nhẹ nhàng vậy thôi, không sao hết ha. Nhưng mà khi mà nó xảy ra sự việc á, thì có nghĩa là cái cổ mình bị quặp vậy đúng không? Thì có nghĩa là cái trợ lực này nó sẽ hạn chế lại cái lực cho mình ha mọi người. Nó gọi là trợ lực mà, đúng không? Mọi người đẩy chậm chậm thì không sao, mọi người đẩy nhanh á là nó hôn lại ngay ha. Và nó chậm 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 ra nó sẽ dẫn, nó sẽ cho mọi người cái độ an toàn khi mà xảy ra accident ha. Coi như là xảy ra một cái sự cố nhỏ hay lớn gì đó, nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều. À, một cái nữa, anh em mua xe BMW Renity và đặc biệt những cái dòng xe bánh găm á, mọi người để ý nha. Nó sẽ có cái trường hợp này nè, cái lớp là mới ok, không vấn đề gì hết, mọi người thay không sao hết. Nhưng mà cái căm này nè, không để ý á, là nó sẽ dẫn tới hay có cái trường hợp là xì cái lỗ ngay căm này nha mọi người. Nó xì ngay cái lỗ căm này nè, có nghĩa là cái căm nó bị hở thì bắt buộc phải đi check keo lại, làm nhiều khi rất là cực á. Nên anh em mua xe phải check kỹ kỹ chút xíu nha.
chìa khóa, cơ rất lắc xít ha. Và đồng hồ cũng không kém phần cổ điển ha mọi người. Đây, kết hợp ha, với một cái analog ở giữa. Cái xe này đang báo một cái lỗi rất là hay thường gặp nha mọi người. Đó là lỗi hết xăng nha. Đó, mọi người mua xe Vương Khang về, Vương Khang sẽ hỗ trợ cho mọi người một bình xăng đầy với một cái bắt tay thật là tuyệt vời nha. Cái con xe này mình thích một cái nữa là nó chưa có gỡ cái dè sâu á mọi người. Đi mùa mưa này là tuyệt vời luôn ha. Và thêm một cái nữa đó là nhìn nó rất là cổ điển, kém không kém phần hiện đại ha mọi người. Sự kết hợp tuyệt vời. Cái gì vậy bà nội? Mọi người ơi, vậy hôm nay dưới 300 triệu mọi người có lựa chọn BMW RNT làm con xe để đi lại hàng ngày cũng như là đi tour hay không? Nếu quan tâm thì ghé Vương Khang Motor để thử và chạy nha mọi người. Và hiện tại mình đang ở chi nhánh 185 Võ Văn Tần. Mình vừa về thêm được rất nhiều dòng xe. Và các chi nhánh của mình hiện tại đang sở hữu khoảng 70 xe đang sẵn sàng phục vụ mọi người. Mọi người quan tâm xe nào có thể comment bên dưới để đội ngũ chúng ta mình làm thêm clip và cũng như review và mang những thông tin bổ ích đến cho mọi người nha. Nhớ like và subscribe kênh cho mình nha mọi người ơi. Má giờ bộ té mà đau thiệt. Ui da.